anh chị đã quay trở lại với thị trấn Địa Trung Hải, Phú Quốc. Lấy cảm hứng từ nét kiến trúc Taormina độc đáo thì dãy Shophouse Center mở ra một cái bức tranh tuyệt mỹ nhờ vào những cái vòm cửa sổ cao mở rộng hướng biển. Shophouse Center chiếm vị thế ưu việt khi sở hữu hệ thống tiện ích nội khu hoàn chỉnh mang sắc thái Địa Trung Hải, gồm quảng trường nghệ thuật, vườn treo tượng điêu khắc, đài phun nước cổ kính, các khu vui chơi trẻ em, các cung đường 12 chòm sao, cung đường Titan, đồi hoa, rồi quảng trường mặt trời, rất nhiều các tiện ích trên không tại các tòa tháp căn hộ cao tầng kế cận, giúp nâng tầm chuẩn sống, nghỉ dưỡng cho những ai chọn đây làm second home hay gia tăng tiềm năng kinh doanh đắc lợi cho giới đầu tư. Và được mệnh danh là biểu tượng vươn cao cùng thành phố Phú Quốc thì chúng ta có thể nhìn thấy từ xa đó là những tòa căn hộ Sun Grand City Hillside Residence nằm trên những ngọn đồi cao, tựa như những người khổng lồ ôm trọn tầm nhìn xuống đại dương và thị trấn Địa Trung Hải và biển trời Phú Quốc. Từ ban công của căn hộ Hillside Residence thì chủ nhân dễ dàng bao trọn toàn bộ kiệt tác của thị trấn Địa Trung Hải, chiêm nghiệm nhịp chuyển mình mạnh mẽ của thành phố biển đảo Phú Quốc. Địa Trung Hải khiến du khách mê đắm với dải bờ biển đẹp như tranh vẽ, những vực nước nhỏ trong thấu đáy cùng vô số ngọn núi men theo đại dương. Người nổi tiếng giới thượng lưu đến các quốc gia nằm bên bờ Địa Trung Hải để nuông chiều bản thân, dùng bữa trong những nhà hàng được gắn sao Michelin, nghỉ dưỡng ở khách sạn spa sân golf đẳng cấp thế giới, tiêu tiền cho vô số phòng trưng bày và cửa hàng sang trọng. Phong cách Tây Ban Nha ở những hòn đảo thiên đường của miền Nam Italy, nửa vòng trái đất, một thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt đang được Sun Group xây đắp. Chúng ta có thể nhìn thấy là dự án nằm tại bờ Tây của Nam đảo Ngọc Phú Quốc, trong đó có Garden Cáp Treo Hòn Thơm, có nhiều cái nét tương đồng với thị trấn Địa Trung Hải, được kỳ vọng giúp đảo Ngọc phát triển xứng tầm và trở thành điểm đến nổi bật trong khu vực. Thị trấn Địa Trung Hải bờ Tây Nam Phú Quốc lấy cảm hứng từ Địa Trung Hải. Và theo các số liệu tổ chức du lịch thế giới UNWTO thì công bố thì năm 2014, các nước Địa Trung Hải đã đón đến 343 triệu lượt du khách, chiếm gần 1/3 lượng du khách đi du lịch thế giới và thu về 247 tỷ euro. Dự đoán năm 2030 thì các quốc gia Địa Trung Hải sẽ thu hút được 500 triệu lượt khách. Nếu chỉ dựa vào các cảnh sắc thiên nhiên, doanh thu du lịch của những cái thiên đường hạ giới ở Địa Trung Hải sẽ không đạt tới những con số ấn tượng kể trên. Lời giải cho bài toán chi tiêu của du khách cũng như là những lý do khách tham quan trở lại đây vô số lần nằm ở cái hệ thống dịch vụ du lịch hoàn thiện, khách sạn resort sang trọng với những công trình điểm nhấn ấn tượng độc đáo, các tòa cao ốc chọc trời và thế giới mua sắm giải trí phong phú hấp dẫn. Dù ở các cái đô thị trung tâm như Madrid, Tây Ban Nha hay Athens, Hy Lạp, Casablanca, Morocco hay là thành phố biển của miền Nam nước Ý như Amalfi, Positano, chuỗi hộp đêm nổi tiếng thế giới, khách sạn, chung cư, biệt thự đến bến du thuyền, nhà hàng và khu mua sắm đều hiện hữu ở từng góc phố. Tất cả đủ thỏa mãn cho những vị khách nào khó tính nhất, mang về nguồn doanh thu khổng lồ cho du lịch. Và lấy cảm hứng tinh hoa của du lịch Địa Trung Hải thì Sun Group đã xây dựng một hệ sinh thái tiện ích vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ đến những công trình kiến trúc điểm nhấn ấn tượng tại thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt. Thị trấn Địa Trung Hải của đảo Ngọc được tạo bởi 3 mảnh ghép vừa hài hòa, tương hỗ, vừa đối lập, độc đáo. Quần thể Shophouse mặt biển Sun Prima Village Primavera, dự án tổ hợp căn hộ cao tầng đầu tiên của Phú Quốc, và Shophouse hướng biển Sun Grand City Hillside Residence, tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí trên bờ 24/7 Central Village, tất cả tạo nên một bức tranh Địa Trung Hải đầy sắc màu và nghệ thuật. Với quy mô lên đến 39,9 ha thì thị trấn Địa Trung Hải là tâm điểm của tổ hợp vui chơi giải trí quy tụ tại Nam đảo. Những công trình kiến trúc độc đáo như cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, công trình nghệ thuật cầu hôn ấn tượng, công nghệ trình diễn hàng đầu thế giới sâu Vortex hay tòa tháp đồng hồ cao 75 mét tái hiện tháp đồng hồ chứ danh của Ý, cổng Pompei, Khải Hoàn Môn, Paris mang tới những phong vị mới mẻ cho du khách trong hành trình khám phá đảo Ngọc Phú Quốc. Và chúng ta đang được chiêm ngưỡng những góc view từ vị trí cao nhất của căn hộ Sun Grand City Hillside Residence. Và trên các cái tòa tháp căn hộ này thì chủ đầu tư Sun Group sẽ bố trí các khu vườn chân mây cũng như là các hồ bơi ở trên cao,
để chúng ta vừa có thể nhâm nhi ly rượu vang và thưởng ngoạn cái khung cảnh biển trời Nam Phú Quốc cũng như là các cái công trình đặc biệt của Sun Group tại đây. Thị trấn Địa Trung Hải còn liên tiếp trở thành điểm đến của những lễ hội, trong đó phải kể đến những sự kiện đã thu hút tới hàng chục nghìn người tham dự. Ví dụ như là chúng ta biết là show Countdown vào cuối năm 2021, hay là sự kiện thời trang Việt Fashion Voyage 3 của đạo diễn Long Can cũng đã tổ chức tại thị trấn Địa Trung Hải. Mới đây nhất thì chúng ta có Sun Memory, một lễ hội âm nhạc đã được tổ chức tại thị trấn Địa Trung Hải. Vẻ nên thơ lãng mạn của thị trấn Địa Trung Hải, sự hài hòa đến nghẹt thở của trời, biển và kiến trúc nơi đây đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho biết bao lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, từ âm nhạc, từ thời trang cho đến nghệ thuật. Với người làm nghệ thuật lâu năm như tôi thì sự quyến rũ của thị trấn Địa Trung Hải tại đảo Ngọc dường như còn vượt cả phiên bản gốc. Đó là lời chia sẻ của đạo diễn Long Can. Và thành công của những sự kiện đình đám, lượng khách lớn đổ về check-in trên những con đường nhỏ lát đá gạch granite, bức tường cổ kính hay vô vàn những điểm nhấn kiến trúc đậm chất châu Âu đã minh chứng cho sức hấp dẫn của thị trấn Địa Trung Hải nơi đảo Ngọc. Dù nơi này mới đang chỉ bước đầu hoàn thiện sau một thời gian xây dựng, và trong thời kỳ bình thường mới thì hy vọng thị trấn Địa Trung Hải sẽ trở thành một cái điểm đến du lịch hấp dẫn, đồng thời kích thích nhu cầu chi tiêu mua sắm của khách du lịch khi đến với Phú Quốc. Và những công trình đặc biệt đang hoàn thiện đó là cầu hôn Keep Bridge hay là show trình diễn công nghệ Vortex trên mặt biển cũng đang được hoàn thiện. Và tất cả sẽ tạo nên một cú hích lớn cho thị trấn Địa Trung Hải bước ra ánh sáng. Và hiện tại thì chủ đầu tư Sun Group đang mở bán những tòa tháp căn hộ cuối cùng, những căn hộ cuối cùng của 8 tòa tháp Sunrise City Hillside Residence, cũng như là những căn shop house center cuối cùng tại trục đường Burano và trục đường Taormina nằm trên đỉnh đồi hướng ra mặt biển. Anh chị quan tâm thì chúng ta có thể liên hệ với mình qua số hotline trên màn hình để được tư vấn thêm, cũng như là lựa chọn một sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về thị trấn Địa Trung Hải. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.